thành phố Long Khánh, trang nghiêm cung đón Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai về thăm, sách tấn và cúng dường hạ trường an cư kiết hạ tại chùa Bảo Sơn, thành phố Long Khánh. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Tâm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh đã trang nghiêm cung đón đoàn lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm trưởng phái đoàn. Đi cùng đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Pháp, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Huệ Phong, Ủy viên Ban trị sự, Thư ký Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Minh Thọ, Phó Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, sách tấn và cúng dường chư hành giả an cư tại chùa Bảo Sơn, thành phố Long Khánh. Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh, Trưởng Ban chức sự Trường Hạ, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Ủy viên thường trực Ban trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Trưởng Ban pháp chế Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Đại đức Thích Hạnh Tính, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Đại đức Thích Minh Trung, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Chánh, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chứng minh phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Ni sư Thích Nữ Như Dung, Ủy viên Ban trị sự tỉnh, Trưởng Ban kinh tế tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh. Ni sư Thích Nữ Tịnh Ý, Trưởng phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh, cùng chư tôn đức tăng ni hành giả an cư tại thành phố Long Khánh đã vân tập và tham dự. Tại buổi thăm hỏi lần này, Ban trị sự tỉnh đã lắng nghe Đại đức Thích Hạnh Tính thay mặt cho ban tổ chức hạ trường báo cáo một số công tác tổ chức của hạ trường an cư, đồng thời lắng nghe thời khóa của các hành giả an cư trong 3 tháng. Chư tăng ni hành giả an cư được chia làm hai trú xứ tăng và ni riêng biệt, nhưng thời khóa tu học mỗi ngày 6 thời, theo đúng với truyền thống thiền môn quy củ. Mỗi nửa tháng, tăng ni tổ chức lễ Bồ Tát, tụng giới, thực hành đúng theo lời Phật dạy. Nhân dịp chuyến thăm hỏi, sách tấn lần này, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng với Thượng tọa Thích Thiện Pháp đã có lời sách tấn và thăm hỏi ân cần đến chư hành giả an cư tại hạ trường. 3 tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư tăng ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước, thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư tăng ni an cư tu học. An cư kiết hạ cũng là hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng dấn thân phụng sự đạo Pháp, phụng sự chúng sinh. Trong những tháng ngày cấm túc an cư, chư tăng ni chẳng những được bồi dưỡng, phát triển trình độ tu học Phật Pháp, tăng trưởng công đức, giới hạnh, đạo lực, mà còn có dịp thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa. Có cơ hội trao đổi, sẽ chia những kiến giải, kinh nghiệm tu hành, đồng thời thể hiện tình huynh đệ, tinh thần hòa hợp như nước với sữa. Truyền thống an cư được chư tăng ni gìn giữ cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực chánh pháp. Đây cũng là một hoạt động mang tính đặc trưng của Đạo Phật. Một số tôn giáo, giáo phái khác từ xa xưa và hiện nay cũng có thời điểm bế quan, cấm túc để tịnh tu trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, về hình thức và nội dung của hoạt động đó không mang ý nghĩa đặc thù như an cư kiết hạ của người tu Phật. Cũng trong chuyến thăm hạ trường lần này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Thiền viện Thường Chiếu đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật, hỗ trợ đời sống cho chư tăng ni hành giả an cư, yên tâm tu tập trong 3 tháng. Qua đó, Hòa Thượng chứng minh cùng với Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Khánh, đã cảm niệm và gửi lời tri ân đến chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Mặc dù công việc bận rộn với nhiều Phật sự rất quan trọng, nhưng quý ngài đã dành ít thời gian quý báu của mình để đến từng hạ trường an cư, để thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư, không chỉ tại thành phố Long Khánh, mà còn các huyện và thành phố khác trong tỉnh Đồng Nai. Buổi thăm, sách tấn và cúng dường chư hành giả an cư tại thành phố Long Khánh
đã hoan hỷ hồi hướng và cung thỉnh Chư Tăng Ni thực hiện nghi thức quá đường và thọ trai.